vết thương ngàn năm vẫn hiên. Kính thưa quý vị, sau đây Thúy Quỳnh xin được nói một chút về một trong những người nhạc sĩ có thể nói là một trong những thiên tài trong vườn hoa âm nhạc Việt Nam của chúng ta. Vào giữa thập niên 40, tại nhà hát lớn Hà Nội, ông được giải nhất piano solo khi ông vừa tròn 15 tuổi. Và ông đã sáng tác rất là nhiều nhạc phẩm. Ông biết sử dụng rất nhiều nhạc cụ. Và đồng thời, ông đã trở thành người nhạc sĩ đầu tiên đã xuất sắc soạn hòa âm, làm hòa tấu những bản nhạc Việt Nam cho ban đại hòa tấu quân nhạc Việt Nam Cộng Hòa, cho các ban tân nhạc của Đài Phát Thanh Quân đội Ba Miền. Và cũng vào thời điểm ấy, vào năm 1948, nhạc phẩm Omeli ra đời và tên của người nhạc sĩ ấy đã được giới yêu âm nhạc Việt Nam biết đến, đó là cố nhạc sĩ Văn Phụng. Và trong chương trình Không gian tình nghệ sĩ ngày hôm nay, nhạc phẩm Omeli sẽ được gửi đến quý vị qua sự trình bày rất là hòa hợp của đôi song ca đã được nhiều người biết đến qua giọng hát rất là ngọt ngào và điêu luyện cùng với sự đóng góp rất nhiều cho những sinh hoạt cộng đồng. Đó là đôi song ca Ngọc Quỳnh và Lâm Dung với nhạc phẩm Omeli, nhạc và lời Văn Khôi, Văn Phụng. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Ô mê ly,
trời về trưa ngồi dưới hàng cây xanh nhìn bao lá đồng luống xa xa mờ đàn hoa vang tựa sóng xô đến bờ đường về thôn em bé vui câu ca dục hồn thơ tha thiết yêu quê nhà đàn cùng ta reo khúc ca chơi vơi nhà cổng vang nhịp nhàng đưa ngàn người trong chương trình Không gian tình nghệ sĩ ngày hôm nay, cố nhạc sĩ tiếp mục đã gắn bó với nền âm nhạc Việt Nam qua nhiều thập kỷ. Gia tài ông để lại cho nền âm nhạc Việt Nam có nhiều bài hát rất nổi tiếng như Dừng bước sang hồ, Ngàn thu áo tím, Lạnh lùng, Bạn lòng, Tuyển bước sang ngang, vân vân. Người đó không ai khác hơn chính là nhạc sĩ Hoàng Trọng. Ông đã từng được mệnh danh là vua tango vì đã sáng tác rất là nhiều bản nhạc tango rất thành công. Từ năm 1967, ông cũng đã thành lập ra ban nhạc Tiếng Tơ Đồng với các ca sĩ, các nhạc sĩ danh tiếng đã trình bày nhiều ca khúc tiền chiến có giá trị. Ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức lại một ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Trọng với tựa đề Đêm Về qua tiếng hát của nữ danh ca Thanh Lan. Thơm reo nhớ bao ngày xa xôi.
tìm trong tiếng tờ, tìm trong gió ngàn trong tiếng ca, sâu dâng lòng ta cho dù hoa lá bao lần còn rơi, cho dù năm tháng âm thầm buồn trôi. Mỗi độ nhìn thấy màu hoa phượng tím nở rộ hai bên đường là dấu hiệu báo cho chúng ta biết rằng mùa chia tay của tuổi học trò sắp đến. Nỗi lòng của những người xa xứ bùi ngùi khi không còn nhìn thấy những màu hoa phượng đỏ thắm, những tiếng ve sầu như khi còn ở quê nhà. Hình ảnh của tuổi học trò lại trở về trong ký ức, nỗi cảm xúc dâng tràn trong lòng người tha phương. Có tâm hồn yêu mến nghệ thuật cùng với vẻ đẹp của thiên nhiên và con người nên đã khiến anh ghi lại những kỷ niệm đẹp ấy qua từng nốt nhạc và đã tạo nên nhạc phẩm Phượng Tím rất là lãng mạn qua thể điệu tango. Người tha hương ấy chính là nhạc sĩ trẻ đa tài Cao Minh Hưng. Cũng để gợi nhớ lại những khoảnh khắc của tuổi học trò thướt tha trong tà áo trắng cùng với những trò đùa nghịch ngợm, những mối tình ngây thơ như để muốn ôm lại những ngày tháng khi đứng trên bục giảng, thuở cấp sách đến trường. Thế là màn nhạc cảnh đã được thực hiện trong thời gian rất là hạn hẹp. Và sau đây Thúy Quỳnh xin chia sẻ một chút về những kỷ niệm buồn vui trong những ngày tập vợt. Ban múa phải tập vợt réo riết, ngày đêm có khi phải tập ở ngoài sân đến khuya, nhiều khi sương rơi lạnh lẽo phủ lên bốn đôi vai gầy. Em Nguyệt Lê, tuy sức khỏe vẫn còn yếu, vừa mới trở về nhà vài ngày từ bệnh viện, dầu có khó nhọc đến đâu đi chăng nữa, nhưng các cô vẫn luôn luôn tươi cười. Thúy Quỳnh nhớ có một lần, con trai của Thúy Quỳnh đang bị bệnh. Cháu rất là khó chịu, nhưng cháu cũng phải đi tập vợt với ba mẹ. Khi vừa đến nơi tập vợt thì chị Minh Thư là người dàn dựng cái màn nhạc cảnh. Chị nói, hai con có khỏe không? Con cười cái coi. Cháu lại trả lời khô khan như vậy, cười không được. Thế rồi cháu ngồi đó, rồi cháu chờ cho ba mẹ tập vợt. Rồi trong lúc cha của cháu là anh Bình Chương đang tập bước những điệu bước với chị Minh Thư, những tập bước mà về điệu tango với chị Minh Thư, thì bỗng cháu lại cho hỏi, ba, tại sao ba không thương mẹ? Tại sao bá nhảy với người ta, bá không nhảy với mẹ? Đó là, rồi kế đến nữa là cha của cháu là anh Bình Chương. Có đoạn thì ảnh phải đi ra, ảnh tặng hoa cho các cô. Nhưng mà lúc đó không có hoa, giữa khuya không có hoa, ảnh phải vội đi ra ngoài, ảnh ngắt những cành hoa bông giấy. Xong trong này mình cứ đứng chờ hoài, không có thấy ảnh vào. Xong mọi người mới đi ra tìm ảnh thì thấy ảnh đang đứng ngẩn người ra, mà mặt ảnh có vẻ như là đang mắc cỡ. Thì đến hỏi thì mới thấy là wow, toàn là bông thì rơi rải ở dưới đất. Hỏi ảnh thì sao, thì ảnh nói ảnh sờ nhìn nhện, ảnh không dám cầm bông. Tại Thúy Quỳnh muốn gửi đến quý vị những cái sự chia sẻ, đó là cho quý vị thấy vì các anh chị em trong ban văn nghệ do ban múa, vì yêu mến nghệ thuật, yêu mến khán giả, cho nên các anh chị đã cố gắng luyện tập, không ngần ngại đường xá xa xôi, có con nhỏ, nhưng đổi lại các anh chị rất là vui mừng khi đã hoàn tất với nhạc kịch. Xin lỗi quý vị, với nhạc cảnh rất là dễ thương để gửi đến quý vị ngày hôm nay. Sau đây, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức màn nhạc cảnh Phượng Tím do nhạc sĩ Cao Minh Hưng sáng tác và qua giọng hát rất là ngọt ngào của nam ca sĩ
Huy Tâm và qua sự dàn dựng của ca sĩ Minh Thư cùng với các anh chị em trong ban múa, anh Bình Chương, chị Phi Loan, chị Minh Thư, Nguyệt Lê và Thúy Quỳnh. Và xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Hôm nào hè đến bên cổng trường, nhìn hoa nở tím thôn vẫn vương. Nơi đây không có màu phượng thắm, xin gọi hoa này phượng tím thương. Phượng thắm ngày xưa giờ ở đâu, xa em mang mác nỗi ưu sầu. Nhặt hoa phượng tím tìm bóng cũ, ngày về gặp lại chắc còn lâu. Bé ơi nhớ em anh muốn gửi chiều hoa phượng tím đến phương trời, nơi em vẫn đợi bao ngày tháng bên gốc. Hôm nay hè đến bên giảng đường, nhặt hoa phượng tím tặng bé thương. Hôm nay em đến người yêu dấu, xin tặng hoa này phượng tím. Hôm xưa hè đến tôi vẫn thương, nhặt hoa đỏ thắm lòng nhớ thương. Em ơi ba tháng hè xa cách, anh gọi hoa này phượng khó thương. Phượng thắm còn đây giờ anh đâu, anh đi em gửi chú ve sầu. Nơi xa nếu nhớ ngày tháng cũ, ve sầu đêm nhạc bớt buồn lâu. Bé ơi nhớ em anh muốn gửi chiều hoa phượng tím đến phương trời, nơi em vẫn đợi bao ngày tháng bên gốc phương buồn. Hoa nào rơi hôm nay hè đến bên giảng đường, nhặt hoa phương tím tặng bé thương. Hôm nay em đến người yêu dấu, xin tặng hoa này phương tím thương. Phương thắm ngày xưa giờ lặng sâu, bên em tư giá chú ve sầu. Giờ đây nếu nhớ ngày tháng cũ, anh đàn em hát phượng tím ơi. Giờ đây nếu nhớ ngày tháng cũ, anh đàn em hát phượng tím ơi. Giờ đây nếu nhớ ngày tháng cũ, anh đàn em hát phương tím ơi. Thank you.
Việt thương ngàn năm vẫn hiên.